cũng như là môn võ Aikido. Xin mời các bạn cùng xem một số hoạt động đang diễn ra trên sân tập nhé. Đồ đài. Yeah. Đúng rồi, sáng vô. Bước sao lên, bước sao bước lên, bước sao bước lên. À, đồ đài xuống rồi. Đi. Mình kéo nè. Nhấn lên xuống nè, nhấn vô. Các bạn, thời gian gần đây thì có rất nhiều bạn trẻ đã bắt đầu chuyển sang tập Aikido. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu là vì sao Aikido lại thu hút họ như vậy và Aikido thú vị ở chỗ nào. Đó là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thể thao Kỳ Thú tìm hiểu về môn võ Aikido nhé. Thưa quý vị và các bạn, trước khi cùng hiểu sâu hơn về môn võ Aikido thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một số bạn đang theo học tại lớp học này để xem là nguyên nhân vì sao họ đến với Aikido nhé. Xin chào Nhi. Nhi, tại sao Nhi lại tham gia học môn võ này? Tại vì em muốn rèn luyện sức khỏe và Aikido thì là một môn võ thích hợp để rèn sức khỏe cũng như là tự vệ. Tập thì cũng rất là chung là
mới đầu tập là rất là mệt, cơ bắp thì mỏi hết, nhưng mà so với các môn võ khác thì Aikido em lấy nhu thắng cương. Nhi thì được bạn bè giới thiệu, còn với Yến, nguyên nhân nào Yến đến với Aikido? Dạ, một phần là bạn bè giới thiệu, một phần là ba mẹ em cũng kêu đi học Aikido ạ. Dạ, em thấy là so với các môn võ khác thì Aikido tương đối nhẹ nhàng ạ. Với nữ thì Aikido giúp cho em có cơ thể khỏe hơn và phòng vệ. Môn võ này nó là một cái môn võ là nó rất ôn hòa. Nó tạo cho người ta có sự thân thiện và rất hòa hợp với nhau. Tức là dù trong sân tập là lớn hay nhỏ, trẻ em hay người lớn cũng vậy, tất cả mọi người đều tập với một tính cách rất là ôn hòa và vui vẻ. Và môn võ này nó cũng cho mình được một cái sức khỏe rất là tốt. Thì bất cứ ở môn võ nào hay là mình làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, thời gian đầu nó cũng sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mình có cái sự đam mê và có sự kiên trì thì mình theo đuổi thì nó cảm thấy là nó tốt. Dạ, là anh em học karate, xong rồi ảnh về ảnh quýnh em quá trời luôn, cái xong rồi em muốn học môn võ nào đó mà có thể đánh trả lại. Giờ theo em thì Aikido là một môn võ rất là nhẹ nhàng, thích hợp với phái nữ, với lại nhẹ nhưng mà không phải là nó không hiệu quả, vì nếu như mình diệt luyện một thời gian dài á thì mình dùng sức của đối phương á để có thể chuyển lại quýnh, thì em thấy là nó hiệu quả rất là nhiều. Thưa anh Tâm, rõ ràng mỗi môn võ đều có một cái triết lý riêng của mình. Và với Aikido thì triết lý của Aikido là gì ạ? Trong Aikido thì đặt nặng về tình thương, yêu và hòa hợp. Tất cả mọi cái sự hướng tấn công của đối phương đó, mình phải dẫn dắt theo ý chí của mình. Và hóa giải một cách êm thấm nhẹ nhàng cho không có làm sao làm cho đối phương đó, thì sẽ đỡ bị tổn thương pháp thuyết. Là mình sao mà mình không có đối kháng làm sao cho tổn thương, như là đánh ta thương tật hay là gì, mình ráng cố gắng sao dẫn ta dắt ta đó, mà cho ta đừng có bị chấn thương nhiều đó, mà đưa tính yêu thương hòa hợp. Vậy với một người mà mới bắt đầu tập Aikido thôi thì phải tuân theo một cái trình tự như thế nào hả anh? Một học viên mới bắt đầu học Aikido thì đầu tiên học lễ, học chào, chào tổ sư, chào thầy, chào sân. Tại vì mình ở đây quan niệm là cái sân giống người bạn tập của mình, nó giúp mình tập luyện. Là phải chào biết ơn nó, chào sân, bước lên sân chào. Khi bước xuống sân phải chào sân, bước lên sân chào sân. Và chào tổ, chào thầy, chào các bạn, chào nhà lẫn nhau. Xong đó chúng ta phải tập cái thể dục. Thì thể dục có hai phần là thể dục làm nóng cơ thể. Để chúng ta bắt đầu chuẩn bị có thể làm những việc nó nặng nề, nó nhanh nhẹn hơn, nó tốc độ hơn. Và phần thứ hai là phần cơ bản nhất là phần thể dục hiệp khí. Là các bài thể dục đó là để dành riêng cho các môn sinh Aikido, để tập một bài tập bổ trợ để chúng ta tập luyện những cái xương, cái khớp, những cử động cho nó phù hợp với những đòn thế sau này. Là tại vì là nhu mà, là mình sẽ di chuyển nào cho hợp lý để mà tránh đòn đối phương, dẫn dắt đối phương, hoặc là cái tay chân mình khóa thế nào, bẻ thế nào để cho nó đừng có được bị chấn thương. Ví dụ như các bạn trẻ này đang tập thì có phải là đang khởi động theo cái quy cách của Aikido không? Cái này là đúng là bài ta đọc thân pháp của Aikido. Đó là đó. Các bạn những bài tập này đó là giúp em hít thở rồi như cho mạnh chân, mạnh tay đó. Đây chúng bắt đỡ, để bắt đỡ. Để mà mấy em tập cái phản xạ về tay. Mấy em tập chém để mà... Chào thầy, cho phép em được học văn thầy của Aikido. Thầy có thể nói rõ cho em biết thêm về của Aikido. Môn của Aikido là bắt nguồn sáng lập bởi tổ sư Morihei Ueshiba, người Nhật. Tổ sư đã sáng lập môn võ này để dòng đích là truyền bá võ đạo cho mọi người, để nâng cao yêu thương hòa hợp và giúp mọi người tập luyện khỏe mạnh và được tinh tư bản cách có hữu hiệu hơn với cái tinh thần yêu thương, hạn chế tinh tư đánh rồi tâm ra khỏi tế thì nó chỉ một cái sự phóng rằng thôi, đấy quanh chân rồi tâm ra thứ ba là gì, được không, phút thời điểm ta chỉ nắm tới là tới, cái hôm đã chắc là đánh, chúng ta là đi ra liền.
bây giờ mấy em tập đường lên mới á thì lại đánh thức luôn nha. Và hai người cùng hợp tác với nhau để tập những cái động tác, những đoạn thế thì phải cùng hợp tác thì mới có thể tập được thành công. Chứ một người không hợp tác thì cái đoạn nó hư hoài, nó không có nó phát triển được. Nên một hàng từ hợp tác, tập từ từ quen dần đi rồi mới đánh mạnh mẽ dần dần lên. Đó, phải có sự hợp tác trong đó. Và chính vì vậy thành ra mọi người đều phải cố gắng vì nhau. Đó, thành ra khi mình làm mình chịu đòn, khi mình không mình làm người tấn công, khi mình làm người bị tấn công, dạ. Đó phải chuyển qua chuyển lại. Dạ. Cảm ơn anh Hà Thúc Tâm ngày hôm nay đã giúp cho các khán giả của chương trình Thể thao Kỳ Thú có thể hiểu hơn về môn võ này. Và hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có nhiều người đến tập môn võ Aikido nhiều hơn. Bởi vì cái điều mà chúng ta đều muốn đó là trong cuộc sống phải có sức khỏe thì mới có thể làm được nhiều việc được. Thưa quý vị và các bạn, sau chương trình này thì chúng tôi hy vọng là quý vị đã hiểu thêm về môn võ Aikido. Aikido thú vị ở chỗ nào và tại sao chúng ta lại nên tập Aikido? Và đây là một môn võ rất đặc biệt bởi vì nó là môn duy nhất mà cả gia đình đều có thể tập chung với nhau trên cùng một sân. Và còn gì hơn, quý vị hãy ngay lập tức trải nghiệm cảm giác được thử tập bộ môn này tại các lớp học Aikido nhé.